Khánh Ngân xin chào mọi người. Bây giờ là Khánh Ngân đang chuẩn bị bước vào chợ của siêu thị Kiên Hưng. Một cái siêu thị mà gọi là bán đồ ăn và trái cây Việt Nam nhiều nhất. Đó, hiện tại đang thời Covid á, cho nên là phải đeo bao tay, đeo khẩu trang. Đây, Khánh Ngân đang dòm ngó những trái cây ở Việt Nam. Nhưng mà khu này là trái cây khác, cho nên là Khánh Ngân đi chỗ trái cây Việt Nam nhiều hơn. Đây đây, chuẩn bị cho mọi người xem. Mọi người thấy gì không? Trái khế nè. Ồ, đặc biệt là vú sữa, nhãn lồng. Đây, em vòng qua khu khác. Mọi người thấy em rất là bắt mắt lắm luôn. Trái cây, từ trái cây, đồ ăn, dừa xiêm, rồi thanh long, rồi chôm chôm. Mỗi lần mà em đi chợ này là em thích nhất luôn đó. Mọi người thấy chôm chôm không? Đây, tắc nữa nè. Riêng tắc ở đây nó bán nhiều lắm luôn á. Mặn cầu. Thì đến chợ này là cái gì em cũng mê. Mặn cầu á, mặn cầu dai á, mặn cầu mà của Việt Nam á, ngon lắm luôn. Đây, xoài tượng, xoài cát. Xoài mặc dù rất mặn nè mọi người. Wow, sâm mê chê. Mít. Đây, sau lưng em là táo, lê và chuối, dừa. Mít đủ loại. Em cứ đi vòng gì đó, ngắm cái khu chợ mà mê luôn. Không, đó, chuối nè. Chuối đã gọi là chuối câu, đu đủ, thơm. Đây, bưởi nè, bưởi năm rồi mọi người ơi. Mại vô, mọi người thấy không? Mít, đây, rặt Việt Nam luôn. Dưa hấu đây, cả nhà ơi. Nè, chuối nè. Mọi người nhớ nha, cái xem video của cái ngần đây, trái dưa. Nói vui một cái khác là giống như là hàng vậy. Ở bên đây là hàng thịt nè. Mọi người nhớ ủng hộ cái video cũng như là xem chương trình của An Nhân TV nha. Đây, hàng cá nè. Bắt mắt không cả nhà? Trời ơi, cá mú nè. Thấy chưa? Cá xay mần nè. Đây là các chú, các anh đang ở trong tiệm bán hàng, bán cá. Em quay, em quần vậy đó cho mọi người coi hết. Đây là cá thu. Đủ loại cá, ngon lắm luôn. Em đang sàn qua chỗ bên khu mực. Đây, cá nè, tôm sú nè, mực nè. Mọi người thấy không, con mực nó to mà ăn thịt nó rất là giòn nha. Giòn và ngọt, cực kỳ ngọt. Nếu mà cái này mình làm với chén mắm ớt á, mình cuốn với bánh tráng rau sống nha mọi người. Ngon, cực kỳ ngon. Đó, mọi người thấy không, tươi xanh luôn. Bên này là tôm sú nè. Tôm sú người ta đã lặt đầu hết rồi. Cái này là hàng cũng tươi à. Đó, tôm sú. Riêng cái chợ này là mua cá, mua tôm, mua thịt hay mua trái cây gì thết thết á. Đây, em chuẩn bị cho mọi người xem. Đây là sò huyết và ốc hương. Đây là ốc móng tay. Thấy hấp dẫn không cả nhà? Mỗi lần mà được mấy cái video này em thích lắm. Vì biết mọi người biết làm sao không? Em muốn chia sẻ đến cuộc sống Canada để cho mọi người xem, không thiếu món gì hết. Đây, sò huyết. Mọi người có thể nướng rồi hấp. Đây, ngao. Con này là con hàu nè. Ở quê em gọi là con hầu ha. Thịt ở trong rất là ngon. Nấu cháo cũng rất là ngọt lắm luôn. Đây là những con ốc mình có thể hấp xả với gừng. Đã lắm luôn. Ai mà muốn ăn những món đồ Việt Nam là hầu như chợ này rất rất là đắt. Đây là những con ngao nè. Con ngao, đây là ngao lớn. Còn cái đây, đây là ngao nhỏ. Còn ở đây là những con hàu. Bên đây là những con ốc nhỏ nhỏ đó, mình có thể mua từng bịch để mình về mình luộc. Mấy con ngao đây thì mình có thể hấp với lại sả ớt, rồi mình húp nước rất là ngon. Mình có thể nếm một xíu gia vị. Ốc nè cả nhà. Mua ốc này là một mình em có thể ăn hết nửa bị đó nha. Đó, ngao, ốc. Và đặc biệt em vẫn thích sò huyết và ốc hương. Đã đúng không? Đó, ốc móng tay. Những cái hải sản này là ai cũng mê. Đây, qua đây là em coi mấy con ghẹ. Mua ghẹ này, trời ơi, hôm nay nó được mùa nha cả nhà. Gạch ơi là gạch luôn.
ăn gạch mà với cơm nguội mà làm với muối đã lắm luôn. Bên đây là khu mà khu mắm muối đường tiêu bột ngọt, nói chung là khu gian hàng khô đó cả nhà, cái gì cũng có, từ mắm sặc, mắm cá linh, tương ớt, tương cà, rồi các loại gia vị, ô trời không có thiếu cái gì hết trơn á. Mọi người thấy không, xị dầu quá trời luôn. Bên đây à, khu đường nè, đường muối tiêu bột ngọt, một cái siêu thị này gọi là quá trời đồ mà gọi là hầu như là đủ hơn tất cả các siêu thị khác đó mọi nhà mọi người. Em cái đây gì đó, em cầm cái bóp nhỏ cái tân tơn gì đó quay. Đây bán đủ loại mà cái chợ này á, họ nhập hàng ở Việt Nam qua nhiều lắm nha cả nhà, cho nên mình mua cái thứ gì cũng có, không thiếu cái thứ gì á. Bánh phồng tôm, các loại snack, các loại bánh mà để mình ăn dặm mà ăn trưa cho vui á, nhai lép 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 á. Khu sữa ông thọ nè, các hộp đồ hộp nha. Này em vẫn thích quần lại cái chỗ mà khu trái cây, mặc dù đây là bên khu đồ hộp nè. Chuối nè, đã lắm luôn. Tương, các loại tương ăn của phở. Đây là mấy cái hộp của spaghetti, những cái thùng mà trắng trắng là thùng xoài cả nhà. Chuối nè, táo nè, bên đây là xì dầu, xì dầu chay, xì dầu mặn, dầu hào, xì dầu. Mại vô cả nhà ơi, mọi người thấy không? Cái gì đây? Mắm mà mắm Việt Hương nha, ba con cua nha, ngon cực kỳ. Không phải quảng cáo cho hãng này chứ rất ngon. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi video của Khánh Ngân cũng như là channel An Nhiên TV. Thì mọi người hãy nhớ like, share và subscribe để mà em có những video funny vui vẻ gửi đến cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.